Ok, bây giờ là lúc anh sẽ review một chút xíu về các món đồ mỹ nghệ của Nhật đây. Một người bạn đã sưu tầm cái bình này chưa? Rất là đẹp, xuất sắc. Ở đây thì chúng ta sẽ có ổ điểm tâm hình con mèo nè, cũng bằng gốm sứ luôn, cưng không? Rồi tới tiếp theo là gì đây? Thiên nga nè, cái này giống như là nước tương hay nước sốt gì đó, rất là đẹp nha, cái món hải vàng nè, dạ, rất là đẹp. Rồi các chị ăn chiếc lá chuối, chỉ có hai cái thôi, hàng chất lượng cao các bạn nhìn nè, toàn là đồ nhập không. Chén sốt hình cánh quạt đây, nha. Đó. Chén sốt hình con cá nè, thấy cưng không? Hai cái. Đó. Rồi cái đĩa ở dưới cũng rất là đẹp luôn. Đĩa này em review xíu nè, nhìn rất là xịn. Nói chung là hàng hàng của Nhật thì khỏi chê rồi. Đó. Đây thì có một cái hình như là đựng gia vị, hũ gia vị hay gì đó. Rất là cứng, rất là chất lượng nha. Mà cái cách làm cũng rất là ngon, rất là trang trí nè. Bề mặt thì rất là nhám nhưng có hai chỗ rất là nhẵn. Cái kỹ thuật làm thì cao cấp rồi, khỏi chê ha. Đây dọn dẹp cái đó, đây là một cái ly, hình như hàng của bạn trên sưu tầm gì đó chỉ có một cái hoặc là một vài cái giới hạn thôi chứ không phải là có nhiều. Narumi rất là dễ thương, có mạ bạc ở trên viền nhìn rất là sang trọng, trên đế cũng mạ bạc luôn. Rồi dĩa đây, dĩa ăn con cá, cái này là dĩa nhỏ thôi không có lớn, hoa văn dễ thương.